Xin chào tất cả anh em ha. Như anh em biết à, Zippo Slim xưa được sản xuất lần đầu vào năm 1956 ha. Và đây là con đời sau ha. Và từ năm 1956 cho tới 1967 thì cái đáy nó lòi ha. Con này 1964 một chấm. Anh em xem qua phần nắp ha, 1964 2024 thì bảo quản lô kho này cũng 60 năm đúng rồi ha. Đúng 60 năm. Hộp nguyên vẹn chưa rách ha. Dấu này nếp gấp nha anh em, chưa có rách ha. Nguyên vẹn, nguyên zin rất là đẹp luôn ha. Tờ giấy xưa bảo hành, đây là cái tờ giấy cam kết bảo hành trọn đời của hãng Zippo. Khi anh em ngày xưa anh em xài hư á, anh em gửi vào hãng kèm tờ giấy này đi theo nha, người ta mới bảo hành cho mình ha. Đây thân dưới của cái phần hộp ha, nguyên zin, chưa cắn chưa gắt gì hết, thích hợp cho anh em sưu tầm ha. Và đây là một cây xì lim xưa 1964, chrome HP new hoàn hảo ha. Chủ đề là Maxim, khách ăn mòn đổ sơn zin hãng ha anh em. Những cái cây xì lim xưa đáy lòi nêu hoàn hảo như thế này rất là hiếm rồi ha. Đây là cái phần này nó bị ố dơ nha, chùi nó sẽ hết nha nè, chùi nó sẽ hết. Và những cái cây này được bảo quản qua 60 năm mà được còn được hoàn hảo như thế này thì nó rất là hiếm ha, rất là hiếm luôn. Cho anh em xem kỹ ha, tại vì xì lim xưa không, nó toàn là chrome HP nên cầm nắm bảo quản nó cũng cần kỹ xíu ha anh em. Thì đây là em xài cái khăn gia cù, cái khăn để mình chiên sử dụng trong những cái con chrome HP như thế này. Con này là một chấm ha, một ngược đáy lòi chữ xéo 1964 new ha. Và cái đáy nó thì có xước đây ha, xước hòa điểm đây, Maxim ha. Những cái con mà đáy lòi như thế này, xì lim xưa đáy lòi như thế này thì rất là hiếm rồi ha. Bắt đầu 1956 xì lim nó mới bắt đầu ra đời ha anh em. Đây anh em xem mặt sau của nó nha, Zippo xì lim long lanh luôn ha anh em. Đây cái điểm dơ ha, mình chùi cho anh em nha. Khăn này khăn chuyên dụng để chùi cho những cái bật lửa chrome HP hoặc anh em chùi mắt kiến rồi đi đường cũng được, rất là ok ha. Cây này new hoàn hảo luôn, thích hợp cho anh em sưu tầm trưng bày ha. Mặt trước nó có bị xước nhẹ vài điểm, xước nhẹ vài điểm ha, em quay kỹ cho anh em xem, long lanh luôn ha anh em. Zippo xưa hàng new được bảo quản qua 60 năm ha. Đây còn bánh xe còn kẹt đá, bắt bột ha, chuẩn chỉ new ha, tất cả các chi tiết đều chưa có bị trầy ha, chuẩn new cho anh em sưu tầm nha. Đây cái vết búa là tại vì cây Zippo là mình mở ra nó cũng có cái vết trầy nữa chứ, tại vì cái búa lên cái chữ U á. Ruột chuẩn chỉ có bạc ha, ruột này chuẩn cuối 63 tới năm 67 ha. Bánh xe hết sở chỉ, ruột có bạc ha. Đó. Chủ đề khách ăn mòn đổ sơn ha. Khi mà quay cho anh em xong rồi em cũng phải lao lại và bảo quản lại ha. Những cái dòng này trưng bày thì rất là đẹp nhưng mà rất là khó bảo quản nha anh em. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em là 1800 nha, 1800 cho một cây xì lim xưa đáy lòi chữ xéo ha, 60 tuổi rồi ha. Rồi anh em giao lưu liên hệ em qua hồ sơ nha, cảm ơn anh em rất nhiều.